Thưa quý vị, trong bối cảnh thích ứng an toàn với COVID-19, ngay từ đầu năm 2022, huyện Hòa Vang đã tập trung triển khai các biện pháp để sớm phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn. Trong đó, huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công để khơi nguồn cho phát triển. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những tháng đầu năm 2022, đơn vị thi công dự án tuyến đường từ quốc lộ 14B đi khu nuôi cá nước ngọt tại xã Hòa Khương đã tập trung đẩy nhanh tiến độ. Tuyến đường này có chiều dài 306m với tổng vốn đầu tư hơn 5 tỷ đồng. Dự kiến tuyến đường sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 7 tới. Nói chung là công trình đây thì cũng bám theo tiến độ của công trình. Làm thì gọi là nhân lực thì cũng đảm bảo để cố gắng thực hiện theo cho ấn độc kỹ thuật và tiến độ của huyện giao. Cùng với dự án trên, năm 2022, trên địa bàn huyện Hòa Vang còn có hàng chục dự án đầu tư công khác triển khai với tổng vốn 680 tỷ đồng, trong đó vốn thành phố hơn 122 tỷ đồng, vốn ngân sách thành phố phân cấp cho huyện hơn 58 tỷ đồng và nguồn vốn đền bù giải tỏa gần 372 tỷ đồng. Xây dựng cái kế hoạch để mà thực hiện cái giải ngân theo cái tiến độ mà cam kết với ủy ban thành phố. Thì các giải pháp thì ủy ban dân huyện cũng đã họp và triển khai cho các ban quản lý, ban giải pháp mặt bằng và ủy ban dân các xã, các chủ đầu tư điều hành vốn thì ngay cái triển khai các giải pháp để mà chuẩn bị các thủ tục pháp lý để mà nhanh chóng đấu thầu và triển khai công trình. Hiện nay thì các thủ tục pháp lý về cơ bản để mà triển khai thi công các công trình thì đã xong. Thì hiện nay thì tranh thủ thời tiết thuận lợi thì các cái chủ đầu tư, các ban điều hành dự án cũng đã đẩy nhanh các tiến độ của công trình để mà triển khai thi công. Nhìn chung, các dự án đầu tư công đang được huyện Hòa Vang triển khai đảm bảo tiến độ. Huyện phấn đấu đến ngày 30 tháng 6 này sẽ giải ngân đạt 35% kế hoạch vốn được giao. Việc khơi nguồn từ đầu tư sẽ tạo cú hích quan trọng để bức tranh kinh tế trên địa bàn huyện Hòa Vang dần khởi sắc trở lại sau tác động nặng nề bởi COVID-19 thời gian qua.